Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc che cream. Như các cụ ngày xưa đã có câu, cái răng cái tóc là góc con người càng khẳng định vai trò của một bộ tóc đẹp đến ngoại hình, thậm chí phản ánh một phần con người của bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được tạo hóa ban tặng bộ tóc dày dặn, suôn mượt, mà thay vào đó là tình trạng gãy rụng, hói, nặng nề. Sản phẩm che cream cũng được ra đời từ nhu cầu bức thiết này. Che cream là gì? Che cream là sản phẩm kích thích mọc tóc cho cả nam giới và nữ giới, được chọn lọc từ những nguyên liệu tự nhiên cùng dây chuyền sản xuất hiện đại. Ngoài ra, sản phẩm cũng giúp cho chân mày rậm đều màu hơn. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Y học bản địa Việt Nam. Đây là một công ty uy tín lâu năm trong việc sản xuất những sản phẩm chăm sóc sức khỏe người Việt. Số đăng ký giấy tờ 0718 CBMPHG. Sản phẩm hiện đang được phân phối và chịu trách nhiệm chất lượng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Grow Green AZ. Nên quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm được đảm bảo. Đối tượng sử dụng che cream, sản phẩm che cream sử dụng cho các đối tượng đang gặp những vấn đề như hư tổn về tóc do tiếp xúc hóa chất nhiệt độ cao, tình trạng rụng tóc, hói đầu lâu năm, tóc mọc mỏng, thưa, dễ gãy rụng, lông mày nhợt nhạt, không đậm màu, tóc yếu gãy rụng do nhiều nguyên nhân. Có nhu cầu về kích thích mọc tóc. Công dụng của che cream, sản phẩm che cream có những công dụng tích cực đến mái tóc như chống khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa mạnh, bảo vệ sức khỏe da đầu, ức chế sự phát triển của năm alpha reductase, khiến nang lông khỏe mạnh phát triển, giúp tóc mọc nhanh dày hơn, tăng mật độ tóc, giúp tóc luôn chắc khỏe nhờ tăng cường làm khỏe lớp keratin bên ngoài, phục hồi tóc hư tổn, tóc yếu gãy rụng do nhiệt độ máy sấy, hóa chất tẩy rửa, nhuộm hay tác động của môi trường, giúp lông mày mọc rậm đều màu sắc nét hơn. Thành phần của che cream có gì đặc biệt? Vậy bên trong che cream có gì đặc biệt mà có những công dụng tuyệt vời như vậy? Cùng blog trị bệnh tìm hiểu nhé! Thành phần thảo mộc thiên nhiên của che cream, bên trong che cream đều là những thảo dược thiên nhiên 100% được các nhà nghiên cứu chọn lọc kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản phẩm. Trong sản phẩm gồm có các thành phần quen thuộc như chấm CAO hoàng kỳ, kỳ tử, vỏ bưởi, tổ điểu, châu tiên, mần châu, tử uyển, hà thủ ô trắng, giáng ổ nhỏ, mạn kinh tử, cao nhân sâm. Sử dụng che cream. Cách sử dụng che cream. Cách sử dụng che cream rất đơn giản. Bạn chỉ cần lấy một lượng gel thích hợp ra lòng bàn tay, massage nhẹ nhàng lên mái tóc, da đầu để có thể hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết của sản phẩm dành cho mái tóc của bạn. Lưu ý, khi sử dụng che cream để đạt hiệu quả cao nhất, khi bạn sử dụng che cream thì bạn không cần phải sử dụng thêm những sản phẩm chăm sóc tóc khác. Nếu muốn sử dụng, hãy dùng cách hai sản phẩm một thời gian nhất định để da đầu kịp ngấm những dưỡng chất của che cream, tránh tình trạng quá tải, phản tác dụng. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô thoáng, tránh xa tầm tay trẻ em và ánh sáng trực tiếp, có nguồn nhiệt cao như mặt trời để tránh bị oxy hóa. Bôi một lượng vừa đủ sản phẩm để da đầu, tóc hấp thụ các dưỡng chất một cách hiệu quả, tránh dùng quá nhiều sẽ gây bí, bít, lỗ chân lông. Che cream mua ở đâu, giá bao nhiêu? Sản phẩm che cream hiện nay được công ty trách nhiệm hữu hạn Grow Green AZ quy định giá bán là 485.000 đồng, tuyếp 30g, một chai, có thể sử dụng trong vòng từ 1 tháng 2 tháng. Tuy mức giá khá cao nhưng công ty luôn có những thời điểm có khuyến mại, ưu đãi dành cho khách hàng, nhất là khi mua hai sản phẩm trong một đơn hàng trở lên. Sản phẩm hiện đang được bán rộng rãi ở các nhà thuốc trên toàn quốc. Bạn có thể mua sản phẩm che gel ở trên các sàn thương mại điện tử, miễn phí vận chuyển, giúp trải nghiệm mua sắm online tiện lợi nhất có thể. Review ưu nhược điểm sản phẩm che cream. Ưu điểm của che cream, sản phẩm ghi rõ ràng công dụng và thành phần cho người dùng dễ nắm bắt. Tóc mọc lên khá nhanh sau quá trình sử dụng, sản phẩm dạng kem nên thẩm thấu khá nhanh, nhỏ, tiện lợi, dễ mang đi khi đi công tác, du lịch. Thiết kế vỏ ngoài chanh xả, nâng cao vị thế sản phẩm. Sản phẩm đa chức năng, có thể dùng cho tóc, chân mày, râu. Nhược điểm của che cream, do sản phẩm có màu đen nên khi bôi để kích thích mọc chân mày, OGC râu sẽ không mang tính thẩm mỹ cao, nên sử dụng buổi tối. Sản phẩm có giá thành khá cao cho 30g, dạng gel nên đôi khi người dùng khó để kiểm soát lượng gel lấy ra. Như vậy, blog trị bệnh đã review cho các bạn thấy rõ hơn về sản phẩm giúp kích thích mọc tóc che cream. Bạn có suy nghĩ gì về sản phẩm này? Hãy chia sẻ cho chúng tôi ở dưới phần comment nhé. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.